Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng mẫu sản phẩm về đồ gỗ phòng khách. Rất nhiều quý khách đã phản hồi cho chúng tôi các bác giới thiệu các cái mẫu sản phẩm kệ tivi phòng khách hiện đại mới nhất Để cho quý khách trên toàn quốc tham khảo Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ Đó là một mẫu kệ trơn Có kích thước là dài 2m60 Và được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ Và gỗ gõ đỏ này được nhập khẩu từ bên Nam Phi Và xuất xứ chủ yếu của dòng chất liệu gỗ gõ đỏ này Đến từ Nam Phi Nên chúng tôi phải qua một cầu cảng Đó là cảng Đình Vũ để trung chuyển về để đóng các cái đồ như bàn ghế kệ tivi và nhiều người đang thắc mắc về chất liệu gỗ gõ đỏ này có bền hay không trong video này chúng tôi cũng chia sẻ tới quý vị và các bạn chất liệu gỗ gõ đỏ đã được đánh giá và thử qua mưa nắng thì gần như chất liệu gỗ gõ đỏ này thuộc vào gỗ nhóm 1 chất liệu gỗ quý hiếm và cần được bảo tồn trên thế giới và chúng tôi nhập về và đóng các cái đồ này với cái giá thành sản phẩm nó lên rất là cao nếu như đúng chủng loại chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi gỗ gõ đỏ này đặc điểm nhận dạng của nó đó là vân gỗ to tom gỗ cũng to và chất liệu gỗ thì nặng như là đá vậy và rất là bền khi để mộc thì có màu vàng và rất lắm vân và khi hoàn thiện lên nó sẽ lên được màu sáng đẹp hơi ánh vàng kê vào trong phòng khách thì rất là tuyệt vời mẫu kệ này là mẫu kệ tivi kiểu hiện đại chúng tôi để toàn bộ trơn gồm có bốn ngăn kéo và hai cánh ngăn kéo này cũng được bắt các cái dây inox chạy bên trong nên nó rất là trơn để cho quý vị có thể tiện kéo ra kéo vào và chân kệ chúng tôi làm chân 12 các cái phần khuôn tranh là dày 4 phân và ván mặt dày 2 phân liền khối liền tấm không ghép và kích thước của kệ tivi kiểu hiện đại mang thông số đó là dài 2m60 chiều cao 75 và chiều sâu 50 chân là chân 12. Toàn bộ các cái phần yếm bệ chúng tôi làm dày 3 phân. Đây là mẫu kệ tivi hàng có sẵn tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Quý khách nào ưng mẫu kệ này, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Quý khách mà không biết về chất liệu gỗ gõ đỏ, quý khách có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cũng như báo giá các cái sản phẩm từ chất liệu gỗ gõ đỏ hiện nay chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái đồ thờ cúng liên quan đến đỉnh chùa như chấp kích bát biểu và ngựa thờ và video này tôi sẽ giới thiệu chủ yếu đó là chiếc kệ tivi kiểu hiện đại mà cơ sở vừa mới dựng xong dài 2m60 dành cho phòng khách rộng hoặc là các cái phòng trung cư với kích thước lớn từ 65 đến 75 mét vuông trở lên có thể kê được mẫu sản phẩm này. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để có thể xem được các cái video mới nhất về đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ và cũng như các cái lưu ý cần biết về kinh nghiệm chơi đồ gỗ và hẹn gặp lại quý khách.